Yo, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Hungakia Gaming. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại một video nữa về Blockfoot. Chắc hẳn ở đây phải đến khoảng 90% các bạn chơi game khởi đầu là các bạn sẽ không nạp tiền. Và các bạn sẽ cần phải có những cái hành trình vô cùng gian nan, random trá quỷ, và rồi gọi là kiếm cho mình bằng được trá quỷ ngon bằng cách đi xin người khác kiểu Plyfruit hoặc là gì đấy tương tự. Hoặc đơn giản là cũng có một số bạn sẽ nạp được tiền nhưng không nạp được nhiều để có thể gọi là bắt đầu cái hành trình trong Blockfoot. Sau này các bạn mới nạp nhiều thôi chứ hồi mới đầu ít ai là người ta nạp tiền. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết rằng là một thằng Rickit khi mà nó chơi game Blockfoot vừa mới vào nó đã có ngay cho mình một cái khởi đầu nó quá là hoàn hảo thì nó sẽ như thế nào, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng trá quỷ ánh sáng ngay từ đầu game. Một trá quỷ mà các bạn đều được biết đó là được đồn đại là trá ác quỷ số 1 ở tại C1 các bạn nhá. Trước mình đã từng làm với cái hành trình là chơi ở chế độ admin là chúng ta sẽ cầm trái Phật Tổ cùng vệ Zoru rồi. Đấy cũng là một cách để chúng ta trở thành bố của Blockfoot. Hoặc chúng ta có thể sử dụng cách khác, đó chính là dùng trá ác quỷ ánh sáng kết hợp với cả là chúng ta sẽ sở hữu cả các game pass như kiểu là X2 tiền này, X2 thông thạo. Không mua các game pass khác, chúng ta mua vừa đủ thôi các bạn nhá. Giàu nhưng mà có mức độ thôi. Chúng ta mua một chiếc belly để lát nữa chúng ta mua haki cho dễ này. Và chúng ta có trá quỷ live vĩnh viễn. Thêm đó là X2 kinh nghiệm. Đấy, một khởi đầu phải gọi là quá hoàn hảo luôn đúng không? Trước khi vào video, nếu các bạn thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho ông xin một like, một đăng ký. Đấm vô nút like đi các bạn ơi. Dạo này thấy anh em có vẻ xem chùa hơi nhiều. Anh em hãy bấm like để xem video này có đạt được 10.000 like không nha. Và nếu như video này đạt được 10.000 like, tôi sẽ give away 3 trái Kitsune vĩnh viễn ở trong server Discord của mình Tân Thế Giới. Link ở trong link bio dưới mô tả. Các đấm vô nút like đi, 10.000 like là give away luôn ngay lập tức. Và cũng đừng quên là cho Hùng xin một đăng ký nữa nhá. Bởi vì Hùng sắp đạt được 1 triệu sub ở tại kênh này rồi các bạn ạ. Đây, khi mà khởi đầu ở tại cái level 1 này, bình thường thì nếu như mà các bạn từ quên bật bộ đếm lên đã để chúng ta nhìn đam. Bình thường thì nếu như mà các bạn mà chỉ dùng mỗi cái võ tân binh thôi thì đây, đây là cách mà các bạn sẽ farm. Đó là các bạn sẽ gom mấy con quái vào, sau đấy các bạn sẽ một mình gọi là cân mấy con quái bằng cái đấm như này. Nó sẽ khá là khó khăn ngay từ khởi đầu luôn đúng không? Đó, ngay từ khởi đầu đã rất là khó rồi. Nhưng nếu như các bạn có trá quỷ ánh sáng thì sao? Quang kích, một chiêu thức clear toàn bộ. Và chúng ta còn có thể nâng sát thương vào trái block rất là dễ dàng. Bình thường các trá quỷ khác thì nó sẽ không có đánh thường. Chính vì vậy nè, nếu như mà chúng ta nâng vào trái block ấy thì chúng ta sẽ không thể gọi là đam chết quái một cách dễ dàng được. Nhưng trái ánh sáng thì khác, vừa có đánh thường lại còn thêm cả vừa là trá quỷ hệ Logia. Nó sẽ khiến cho chúng ta vừa không bị quái đánh lại còn vừa có thể đánh thường được vào quái. Quá là dễ dàng các bạn ơi. Không nhất thiết là phải sợ farm chiêu thức và cũng không nhất thiết là phải gom quái. Chúng ta có thể đánh lẻ từng con được đều là rất là dễ dàng luôn. Quang kích đấy, quá là mạnh. Trá quỷ này thực ra là trá quỷ mà farm nó thấy nó còn về cơ bản là dễ hơn trái phân tổ ở tại C1 các bạn ạ. Tại vì khi mà các bạn ở C1 thì các bạn sẽ chưa có những cái thế võ mạnh như kiểu là karate người cá V2 hoặc là như kiểu là super human, god human. Thì rõ ràng là trái ánh sáng sẽ là cái trái lý tưởng. Hơn nữa là nó còn giúp các bạn di chuyển nhanh nữa. Nó sẽ khiến cho các bạn không cần phải mua cái game pass thuyền siêu tốc các bạn ạ. Yeah, chúng ta sẽ chém nốt mấy con quái. Chém 2 hit là chết rồi các bạn ạ. Nâng mắc vào chỉ số trái block là chém 2 hit là quái tẻo luôn. Quá là mạnh luôn đấy chưa. Yeah, và chúng ta đạt level 15 rồi. Thì level 15 nó sẽ phải qua đảo rừng đúng không? Bình thường thì mình sẽ phải nhờ người dịch chuyển hộ mình. Nhưng các bạn thấy đấy, trá quỷ này là trá quỷ tuyệt vời nhất C1. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không cần game pass thuyền siêu tốc. Chúng ta không cần phải một ai sử dụng trá ác quỷ portal để dịch chuyển hộ cả. Chúng ta có thể tự bay luôn. Quá là easy luôn các bạn ạ. Di chuyển nhanh, không thể bị quái đánh, lại còn sát thương mạnh bởi vì chúng ta có thể cộng được vào trái block. Thì tuyệt vời, còn cái gì tuyệt vời hơn đâu các bạn. Trái vật tổ nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Tốc độ ánh sáng. Đây, cái tầm giai đoạn này là cái tầm giai đoạn hơi khó khăn một tí. Tại vì là mấy cái con khỉ này nó sẽ hơn level mình các bạn ạ. Và chính như vậy cho nên là bọn nó sẽ có thể đánh xuyên được cái trá quỷ Logia của mình. Nhưng mà không sao cả, mấy con khỉ này nó quá là dễ đối phó. Chỉ cần là một chút kỹ năng mà thôi là chúng ta phải giết được mấy con khỉ một cách rất là dễ dàng. Yeah, và chúng ta đã lên level các bạn ơi. Easy. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi nhận nhiệm vụ đánh con Godzilla King. Đây, đánh con Godzilla King chưa bao giờ là dễ hơn thế các bạn ạ. Trái vật tổ thì thực ra là nó sẽ dễ hơn trái này một chút các bạn nhá. Nó sẽ dễ hơn trái này một chút. Tuy nhiên thì cái trái line này nó có nhiều điểm mạnh hơn các bạn ạ. Đấy, cũng như là các mình đã nói rồi. Thứ nhất là di chuyển nó rất là dễ. Thứ hai nữa là nó là Logia thì các bạn sẽ đỡ phải né đòn của quái. Vật tổ thì các bạn vẫn sẽ bị đánh mặc dù là các bạn trâu hơn, nhưng mà đôi khi các bạn vẫn sẽ bị chết.
Còn trái này thì nó sẽ tốt hơn trong cái vấn đề là đánh quái thường. Ngoài ra nữa là trái này nó sẽ còn cho các bạn khả năng di chuyển nhanh. À nhầm, di chuyển nhanh rồi. Ngoài ra nữa là nó đam nó to hơn các bạn ạ. Trái vật tổ các bạn nâng vào cận chiến thì thời gian đầu các bạn dù võ tân binh đam sẽ yếu hơn ấy. Bây giờ tôi sẽ bay qua bên đảo tuyết. Đảo tuyết nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Đảo tuyết nó sẽ ở gần nhà tù đúng không? À đây rồi, như vậy nó sẽ ở hướng này. Các bạn thắc mắc tôi bay qua đảo tuyết để làm gì đúng không? Yeah, chắc chắn là tôi bay qua đảo tuyết để tôi đi mua Haki rồi các bạn ơi. Là một người khởi đầu với cả là cái việc là làm bố thiên hạ, sinh ra đã làm tổng tài bá đạo rồi, thì tôi phải đi mua được luôn cái Haki, kết hợp thêm với cả là mấy cái Flash Step chơi cho nó dễ các bạn ạ. Đây, nhảy trên không, 10.000 Belly, cường hóa là thêm 25.000 Belly, và chúng ta sẽ có thêm tốc biến với 100.000 Belly. Yeah. Nào, thế các bạn đã like và đăng ký chưa nào? Anh em nào mà like và đăng ký rồi nhớ vào Discord Tân Thế Giới của mình để tham gia giveaway trái Kitsune nha. Và các bạn thấy đấy, nãy giờ tôi chơi game là đã đủ dễ rồi đúng không? Nhưng mà sẽ còn dễ hơn nữa nếu như chúng ta có sự hỗ trợ của đồng đội như mình đây chẳng hạn. Đúng vậy, mình có sự trợ giúp của đồng đội như kiểu là Funny. Và tôi sẽ nhờ Funny lát hit mấy cái con quái để cho con quái nó gần chết. Và tôi chỉ việc ra đây tôi đớp thôi, thì tôi sẽ farm được thông thạo lên một cách khá là nhanh các bạn ạ. Đó các bạn thấy không? Tôi sẽ... Ôi giời, mẹ vẫn chết à? Tốc độ ánh sáng. Yeah. Sau đó là một tình huống quang kích. Mưa ánh sáng này. Chà. Let's go. Level lên nó gọi là liên tục tục các bạn ạ. Chúng ta sẽ tham skip một vài cái đảo luôn với những cái tình huống gọi là chơi ăn sẵn như này các bạn. Chúng ta sẽ lên hẳn level đó là 90 luôn. Đúng là như vậy. Khởi đầu với trái ác quỷ ánh sáng, kết hợp thêm với cả là một thằng em giúp đỡ hết mình, tôi trở thành bố của game các bạn ạ. Solo leveling, một mình tôi tăng cấp nhưng mà có sự hỗ trợ các bạn ạ. Đấy, tầm này là tầm đúng là kiểu tầm tôi đang hack game này các bạn ạ. Đấy, tôi giống như ở main chính trong hai tiền. À nhầm lộn, ý tôi là main ở trong mấy gọi là bộ anime kiểu như là tăng cấp ấy, kiểu được sự trợ giúp của hệ thống các bạn. Đấy, hệ thống nó gọi là nó cho quả trái ác quỷ mạnh, xong rồi nó cho thêm cả một thằng hỗ trợ. Chúng ta chỉ việc farm thôi và chúng ta sẽ lên sức mạnh cực kỳ nhanh. Quang ảnh cước. Yeah. Sau đó là chúng ta sẽ có gì ạ? Quang kích ánh sáng oanh tạc. Ủa nãy là lộn mẹ chiêu rồi. Đây mới gọi là ánh sáng oanh tạc chứ các bạn. Đây 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 đây. Đây mới chính là ánh sáng oanh tạc. Cái nhìn đây. Ánh sáng oanh tạc. Yeah. Giết một lúc hai em. Nó mới gọi là thể hiện được đúng cái sức mạnh của cái chiêu thức của mình. Yes sir. Em để đấy, anh tự lo được con này. Đúng là như vậy. Thêm một phát quà ảnh cước nữa nào. Và chúng ta sẽ lên level 90. Phew. Ok. Như vậy là đủ rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cản thằng em Phan đi lại. À mà được rồi, tôi ăn nốt con kia đã. Yeah. Tôi ăn nốt con này luôn đã. À không, không, con này không ăn ăn nữa. Yeah, chúng ta sẽ cùng bay qua đảo tuyết luôn. Sai. Quá là dễ. May quá, nếu như tôi nhìn không nhầm thì bọn quái ở đây là level 90 các bạn ạ. Ngày trước á thì mấy con quái này ấy nó sẽ đánh được mình nếu mà mình có trái quỷ Logia đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ phải hơn nó 5 cấp cơ thì phải. Nhưng mà bây giờ thì game nó sửa lại dễ hơn nhiều rồi, và nó chỉ bắt chúng ta là hơn nó 1 cấp thôi là được. Chỉ các bạn chơi là mình sẽ không bị mấy con quái đánh các bạn ạ. Nói chung là ngày xưa game Block Foot nó mất dạy lắm, nó khó nhiều. Bây giờ nó chỉnh lại với cái này thì mình đánh giá là nó dễ farm hơn. À, hãy cùng xem sức mạnh của ánh sáng oanh tạc đây. Yeah. Sau đó là quang ảnh cước. Quá mạnh đi mà. Đâu, nghe bảo mày là con mạnh nhất ở đây đúng không? Tao không cần tí phòng thủ luôn. Tao sẽ cho mày thấy là không cần phòng thủ, mà chúng ta chỉ cần tấn công thôi. Tấn công chính là cách để phòng thủ mạnh nhất các bạn ạ. Trời ơi, nó bay kìa. Nó bay vãi cả nồi. Ánh sáng mạnh. Mà quên mất đéo có năng lượng. À, cứ bình tĩnh. Rồi, cứ bình tĩnh anh trai ơi. Ánh sáng lanh tạc. Quang kích. Sau đó là mưa ánh sáng. Và chúng ta sẽ... Ấy kìa kìa. Tại sao cái chiêu đấy nó lại bị lỗi nhỉ? Nó kiểu nhiều khi nó không gây đam ấy các bạn ạ. Phế vãi. Yeah, mấy thằng nhãi nhép kia. Không có Haki thì cút ra ngoài. Để tao solo vậy là boss của chúng mày thôi. Mưa ánh sáng. Yeah. Chúng ta không thể có năng lượng các bạn ạ. Chúng ta sẽ cần phải lùi ra một tí. Ánh sáng oanh tạc. Sau đó là quang kích. Let's go. Và đó là quang ảnh cước. Mặc dù là chúng ta sẽ đánh con boss nó bị hơi chảy mửa một tí, nhưng mà về cơ bản là farm thì vẫn dễ thôi các bạn ạ. Đánh con boss nó hơi chảy mửa một tí, tại vì mấy cái trái Logia này thì nó không có tác dụng với mấy con boss các bạn ạ. One V. The One V is real. Ánh sáng oanh tạc. Quang ảnh cước. One V là có thật. Và tao sẽ là người kiếm được One V. Tao sẽ là người trở thành vua Block Foot.
Nhân tiện đường công tác thì chúng ta sẽ xuống đây và mua của thằng cha này cái áo. Lâu lắm rồi mới gặp cái anh này để mua cái áo các bạn ạ. Anh này anh ấy có quả áo khá là chất lượng các bạn nhá. Chúng ta sẽ gọi là tăng được thêm 100 máu và 100 năng lượng chỉ với 50.000 Bailey, lại còn thêm cả 5% tất cả các loại đam. Khởi đầu nó gọi là bùng đổ. Rồi thằng phó đô đốc vác ba kiếm này nói chuyện với tao nào. Thằng này mày chỉ là phó đô đốc thôi. Ok chưa? Cái chiều nhiều khi nó bị lỗi đàm ạ, cay thật. Mà chung là mày chỉ là thằng phó đô đốc quen thôi. Mà mày dám đòi ăn tao, thế là không được. Mày có biết là tao đang cầm sức mạnh của mẹ đô đốc thời điểm hiện tại luôn không? Đến thời điểm hiện tại là anh ấy vẫn đang làm đô đốc rồi đấy. Anh ấy rất là cứng. Đó chính là anh gọi là kỷ vàng. Mặc dù trông mặt anh hơi nghiện một tí nhưng mà anh chắc chắn là người tốt. Anh được tên của anh gọi là tên của anh ở bên cộng đồng Việt Nam người ta đặt cho anh đó là Mr. Liêm, hiểu không? Liêm khiết, một đời liêm khiết chống lại con cưng. Ánh sáng oanh tạc. Sau đó là quáng kích. Quáng ảnh cước. Quáng ảnh cước. Như vậy là chúng ta đã lên được cái level mà đủ để oánh cả ba con boss ở tại cái nhà tù này rồi. Bắt đầu cân từng con một. Thằng đầu tiên đó chính là thằng Quản Ngục. Rồi ta sẽ bỏ qua mày. Tại sao ta lại phải bỏ qua mày? Trong khi tao có thể chơi ra hai thằng cùng một lúc. Ủa ôi, mẹ chết rồi, tôi có vẻ hơi tự tin vào bản thân các bạn ạ. Tôi bị nó chạm một cái và tôi gần như thành người khuyết tật luôn các bạn ơi. Không được. Cân hai thằng cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ phải cẩn thận các bạn ạ. Chúng ta sẽ chỉ dùng chiêu thôi, không đánh thường. Mưa ánh sáng. Rồi, tao biết cách dùng cái chiêu này rồi. Chúng ta chỉ cần đái lung tung là được các bạn ạ. Chúng ta không đái ở tại một chỗ mà chúng ta đái chúng ta chỉnh lung tung là được. Ây da, chúng ta có một cái giáo. Nhưng mà cái giáo này nó hơi ngắn. Chính như vậy chúng ta cần phải giữ khoảng cách, nếu như không chúng ta sẽ bị nó xiên chết. Yes, ánh sáng oanh tạc. Chúng ta có quang ảnh cước, chúng ta có quang kích, chúng ta có mưa ánh sáng. À quên mất, chúng ta không được chém chết thằng kia các bạn ạ. Chúng ta cần phải chém chết thằng bên này thôi. Đúng là như vậy. Sau đấy là chúng ta sẽ ra đây, sẽ nhận nhiệm vụ. Mày đi ra đây, mày đi ra đây. Quang kích. Quang ảnh cước. Mày chết luôn. Mày chết chung với thằng kia luôn nha. Một lúc cần hai con các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đồ Flamingo. Khá là đơn giản thôi. Thanh niên này thì chỉ có đứng một mình. Hơn nữa là thanh niên này cũng có quả chiêu hơi dễ đoán. Chính như vậy ta khá là dễ né. Quang ảnh cước này, ánh sáng oanh tạc này, chém thường này, chém thường liên tùng tục. Ui dồi, tay không à. Tay không thì không có tuổi. Ui, tí nữa tôi chết cả đời. Nhưng mà không thể chết được. Ô kìa, chết bây giờ. Mưa ánh sáng. Chết thế nào được, giả vờ chết cho nó căng thẳng thôi. Không chết được cả đời. Như vậy là mình đã pha lên level 250. Rất nhanh các bạn ạ. Trái ánh sáng nó khác. Vua của mọi loại trái ở C1. Các bạn biết khó khăn duy nhất đối với một người sở hữu trái ác quỷ ánh sáng và kể cả là Logia là ở C1 này chính là cái hòn đảo này không? Hòn đảo này là tất cả quái đều có Haki các bạn ạ. Kể cả quái level 325 hay là quái level 350 này, nó đều có Haki. Chính vì vậy nên là bọn nó có thể đam được mình. Nhưng mà điều đấy nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì đơn giản là chúng ta đã quá mạnh rồi các bạn ạ. Có Haki hay không, nó đéo giải quyết được vấn đề. Chúng mày đánh được tao, điều đấy không có nghĩa là chúng mày giết được tao. Nào, chúng ta sẽ cùng đi phản bội anh em bạn bè. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của Kizaru để đánh gọi là thủy sư đô đốc Akainu các bạn ạ. Đánh đồng đội cũ. Và bây giờ là sếp. Bây giờ Akainu hơn sức của Kizaru nên là làm sếp rồi. Nhưng mà nói chung là vào đây ấy, cỏ lúa bằng nhau. Mày là sếp của tao không quan trọng. Quan trọng là nhiệm vụ của tao là nó bảo tao phải xiên mày. Thì trường hợp này, chúa cứu. Quang ảnh cước. Chạy thôi. Quang kích. Và sau đó sẽ là một tình huống ánh sáng oanh tạc. Kết liễu. Quá mặn. Trong game này rõ ràng là Magma không thể có cửa với trái ác quỷ ánh sáng được rồi. Nhưng mà vui chơi không quên test thử nhân phẩm. Chúng ta sẽ cùng quay trở về cái hòn đảo rừng này để test nhân phẩm, xem là nhân phẩm của chúng ta được trái ác quỷ gì là trái ác quỷ đầu tiên các bạn nhé. Cái đấy con mẹ này, bố vứt luôn. Biết thế thả tao đéo về ra đừng còn hơn. Nếu hiểu. Ánh sáng oanh tạc. Quang ảnh cước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào solo với cả chúa tể người cá. Ok à? Ủa sao cái khe đấy không bay được qua bịp à? Quang kích. Rồi đánh phủ đầu trước. Tạo lợi thế liền. Chúng ta có một cái gọi là lưỡi hái. À nhầm, chúng ta có một cái giáo còn dài hơn cả cái đinh ba của nó cơ mà. Ui, hình như mình vừa bị cái đinh ba của nó kéo trúng cả ạ. Căng thẳng. Và đó là phây 2 của chú tể người cá. Nhưng không sao hết. Ủa ơi, không, có sao, em sắp chết rồi. Bây giờ câu chuyện là chúng ta cần phải
né được tất cả những lần nó quăng đinh ba, tại vì ăn thêm một lần nữa thôi là chắc chắn là chúng ta tỏi luôn các bạn ạ. Ánh sáng oanh tạc. Just tấn công tầm xa vậy, và đó cũng là lợi thế của trá quỷ ánh sáng. Mày chỉ cần bắn bốc câu hụt một lần nữa thôi là coi như end game dành cho mày rồi. Chắc chắn là mày sẽ ăn hụt, bởi vì tao là vua trò chơi. Ui rồi ôi, cái gì chứ kéo tâm, tao còn biết kéo, nói gì đến việc né chiêu. Qua ánh cước, bùng, mày đi. Nãy giờ tôi mới để ý, tại sao tôi lại cố gắng né chiêu từ mấy con quái đã không thể đánh được tôi nhỉ? Hình như nãy giờ tôi toàn đi né chiêu của bọn quái các bạn ạ. Tôi bị một thói quen là tôi không hay dùng trái Logia các bạn ạ. Không được rồi, tôi phải nhận ra một điều, đó là sức mạnh của trái quỷ ánh sáng này không chỉ nằm ở việc là nó có thể farm một cách dễ dàng, mà nó còn không thể bị quái đánh nữa chứ. Nhưng mà thôi kệ các bạn ạ, luyện dần cái khả năng né chiêu cho quen, vì bây giờ khi mà đối đầu với những con boss như này, chúng ta sẽ không thể bất tử được nữa các bạn ạ. Nhưng mà vẫn không bất tử được, điều đấy không có nghĩa là mày có thể đam được vào tao. Mày có thể cầm một khẩu pháo, nhưng mày không thể bắn chúng tao. Ha ha, quáng kích. Sau đó là những tình huống chém thương. Ánh sáng à! Cái đệ con mẹ đang đánh nhau bằng tay không, tự dưng nó chơi nó rút khẩu bazooka ra. Nha, mà cái thằng này nó chơi nó bẩn ác luôn các bạn ơi. Thằng này nó chơi bẩn ác quỷ. Mày, thế thì tao chịu mày rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Ừ, mày bắn đi, như vậy thì mày chết. Và đó là quang ảnh cước. Ơ kìa, ủa, chiêu đâu vậy? Chiêu ấy, đéo hiểu cái chiêu bay đâu luôn. Quang kích. Đéo hiểu sao tôi chỉnh cái chiêu về trước mặt nó, xong rồi cái chuột của tôi bay đi đâu, cái nó bay đi lung tung luôn ạ. Mày bịp thật. Hóa ra là trái ánh sáng không bất bại như mình nghĩ các bạn ạ. Như vậy là mình đã thất bại rồi, bởi một con boss level 500. Ánh sáng quay tạc, chém thương, quang kích. Ánh sáng không phải là duy nhất, mà chúng ta sẽ có một thứ nữa cũng di chuyển được với tốc độ ánh sáng, đó chính là sấm sét. Chính như vậy nên là thằng cha NL này với cha sức mạnh của trá quỷ ánh sáng, Adam sấm sét, sẽ không đội trời chung với mình. Một trong hai thằng phải chết, và người chết chắc chắn phải là mày rồi. Quang ảnh cước. Mày dùng trái quỷ sấm sét nên mày có thể di chuyển được với tốc độ ánh sáng đúng không? Ngay bây giờ tao sẽ cho mày thấy là mày chỉ là hàng phát kè của tao mà thôi. Trên tay mày có cái trượng, thì tao cũng có cho mình một cái giáo vậy. Quang ảnh cước, chém thương. Có vẻ như khá là căng. Ánh sáng oanh tạc, quang kích. Sau đó là một tình huống né chiêu. Mưa ánh sáng, quang ảnh cước. Bùm. Sau đó là quang kích. Ơ kìa, ủa, tôi bị phá chiêu rồi. Nhưng mà không sao hết, đó vẫn là một tình huống solo kill. Và chúng ta đã đến với hòn đảo cuối cùng, đó là đài phun nước. Chỉ còn một chút ít nữa thôi, chúng ta sẽ phá đảo C1. Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi được quay trở lại để trả thù cái bọn này. Cái bọn mà nó đã từng một chạm chết tôi ở trong quá khứ, nhưng bây giờ bọn nó không thể làm được điều đấy nữa các bạn ạ. Bây giờ đến lượt tôi một lần chạm chết luôn bọn nó. Và bây giờ ta sẽ kết thúc cái hành trình của C1 của chúng ta ở đây thôi, với con boss cuối cùng, đó chính là con boss Cyborg. Quang kích, quang ảnh cước, mưa ánh sáng, ánh sáng oanh tạc. Sau đó lại quang kích tiếp. Công nhận đánh quái thường thì dễ, mà đánh boss thì mấy cái trái này khoai thật các bạn ạ. Không thể nào dễ dàng để đánh bại mấy con boss với cái trái Logia này được. Nhưng không sao, chúng ta phải cố gắng để thể hiện rằng trái quỷ ánh sáng rất dễ farm ở tại C1. Quang kích, quang ảnh cước, chà. Sau đó là ánh sáng oanh tạc, tốc biến lên, chém này, chém. Thành công. Và như vậy là hành trình ở tại C1 của mình là cũng gần kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đi làm nhiệm vụ lên C2 nha các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với thằng cha detective này. Sau đó chúng ta sẽ bay qua đảo tuyết. Nãy mình vừa cầm sức mạnh của Kizaru Shin Akainu rồi. Bây giờ tôi sẽ mất dạy hơn nữa, tôi xiên nốt thằng đồng nghiệp cuối cùng các bạn ạ. Không những là thằng này đồng nghiệp mà thằng này nó còn bị cụt một chân nữa các bạn ạ. Tính ra là tôi vừa đi gọi là bắt nạt người khuyết tật. Nhưng không sao hết, tại vì hiện tại là trong tình trạng này thì nó đang chưa khuyết tật các bạn nhá. Nói chung là nếu mà nó đang trong trạng thái người khuyết tật rồi, tôi sẽ hạn chế việc đánh nó. Nhưng mà hiện tại nó không phải người khuyết tật, mà thậm chí nó còn mạnh nữa chứ. Nó đấm tôi này các bạn. Mày đã đấm tao, mày sẽ phải trả giá. Quang kích, ánh sáng oanh tạc. Mày có thể đóng băng tao, nhưng mà tao sẽ đóng hòm cho mày. Yo, và như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ để lên được C2. Và như vậy đã phá đảo C1. Các bạn cũng có thể thấy đó, quá là dễ dàng để một người sở hữu trá quỷ ánh sáng có thể phá đảo được C1, và thậm chí là phá đảo cả những C tiếp theo để phá đảo Blackfoot, đúng không các bạn? Và bây giờ như vậy mình đã kết thúc cái hành trình của một người sở hữu trá quỷ ánh sáng ngay từ level 1, ở tại C1 rồi các bạn ạ. Thì thôi, chắc cái là video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi các bạn nhé.
Nếu các thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký. Các bạn muốn mình làm thêm video gì đó về Blogfood, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn đừng quên đó là nếu như các bạn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của mình thì hãy bấm ngay vào link bio ở dưới mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình lên C2 đây. Good luck. Bị lỗi rồi.